Hôm nay là có mặt đầy đủ nhà mình hết nè. Đại gia đình. Vui gì được ở nhà mới. Vui gì được ở nhà mới. Rồi nhà nó hết dột là vui không? Dạ vui. Hôm nay mưa là con có ngủ được không? Dạ không. Sao vậy? Sao ngủ không được nữa chú nghe? Mưa tạt. Và tổng cái số tiền của mình là 1.200 USD và 41.501.000 đồng. Đó. Thì trước thì cảm ơn anh Hồ, sau giúp đỡ cho em là bây giờ sau là Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em vậy là em rất cảm ơn, đội ơn lắm. Thì có căn nhà cho con cái đang ổn định đi làm. Thôi giờ chúc cho cô bác Mạnh Thường Quân cho con được cái nhà vậy thì đã ổn định rồi thì sau này gác cố gắng mạnh vươn lên. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp. Và đứng bên kế Bùi Hồ đó là anh Nhiều. Anh Nhiều là một anh là làm nghề thợ hồ cũng rất là lâu rồi. Thì hôm nay Bùi Hồ có mời được anh đến đây để xem dự toán về cái nhà của anh Sang hay anh Nhiều ha. Dạ anh thì làm được bao nhiêu năm rồi anh Nhiều? Anh làm cũng mười mấy năm rồi. Anh làm mười mấy năm ha. Thì công việc hôm nay là em nhờ anh dự toán cái nhà, cái quy trình cắt như thế đó. Thì xem coi nó bao nhiêu tiền giùm em nha. Và sau lưng cô bác quý anh chị đó chính là ngôi nhà của anh Sang, người mà đàn ông cùng với lại ba người con của mình sinh sống trong một cái căn nhà mục nát giữa đồng. Anh biết nhà anh Sang này lâu không anh Nhiều? Chị lâu chưa? Lâu rồi. Bây giờ anh cũng ở gần đây nè. Dạ, cái hoàn cảnh của anh Sang này nếu như anh là người dân, người hàng xóm nhau thì anh có nhận xét gì? Nói chung thì anh cũng chí thú rồi làm ăn lắm mà, tại vì cũng đất đai không có, chỉ là làm mướn không à. Dạ. Cho nên hoàn cảnh rất là khó khăn. Vợ anh bỏ đi lâu chưa? Cũng cả năm nay rồi. Dạ. Rồi, thôi thì bây giờ mấy anh em mình vô nhà nha. Dạ, rồi, anh đi trước đi. Anh năm nay là bao nhiêu rồi? Anh 43 tuổi rồi. Dạ, đây là ngôi nhà của anh Sang nè. Nhìn con nó ở ngoài sao dừng bằng miếng bạc. Ở ngoài cái dấp này thì nó hở, nó cũng thấy mục nát. Và mưa thì nó cũng thấy ghê lắm anh Nhiều hả? Ồ, cái này nó xuống cấp dữ lắm rồi. Dạ, rồi thế bây giờ đây là nhà của anh Sang. Anh Sang nè. Anh Sang ơi, vô anh. Dạ, chào anh. Nãy em hôm nay có hẹn với lại anh Nhiều. Dạ. Anh Nhiều nè, lại nhà anh để coi cái nhà của mình đó. Dạ. Là dự tính cắt. Dạ. Em thì cần cho nó nhanh gọn đó anh Sang. Dạ. Nên là nữ là có mời anh Nhiều nè, cũng hàng xóm của mình hả? Dạ. À, hai con hôm nay mới đi học về hay sao? Dạ. Ăn cơm chưa? Chưa. Thôi hai bé vô ăn cơm đi rồi chú ra ngoài trước cái nha, với ba ra ngoài trước nha. Rồi, mời anh đi. Dạ. Dạ. Hôm nay thì quay trở lại mình. Thì cái dự định nhà mình là ngày 19 tây này, mình 19 âm lịch này là mình động thổ anh. À, dạ. Hai em nói gõ cho anh nhiều như thế này. Hai anh em thì người tên Sang, người tên Nhiều. Là các nhà này là nhiều Sang luôn nha. Dạ như thế này nè anh. Đây là cái nền của anh Sang anh Nhiều. Mình sẽ dự định, em sẽ dự định mình cắt là ngang 5 mét ha. Ngang 5 mét, dài là 12. Đó, dài 12 mét là nó 60 mét vuông. Thì trong cái nền này thì mình sẽ về cái mặt bằng ở dưới á thì nó đủ bằng phẳng rồi. Bây giờ mình cuốn lên chừng 3-4 viên gạch, sau đó là mình sẽ lót gạch men và xây tường hai bên, mấy bên lên khoảng 1 mét. Phần để cho nó chống bị gãy ẩm ướt đồ, nó sẽ tôn nó sẽ bị mau hư. Sau đó mình ở phần ở trên thì mình dựng tôn, và mặt dựng ở đằng trước đó thì nó mình sẽ làm bằng tường luôn, bằng gạch luôn. Mặt dựng ở trước nhà anh. Dạ đó, thì ngăn làm hai phòng của nhà vệ sinh luôn. Thì anh dự toán cho em là khoảng bao nhiêu tiền? Cái này bởi vì ở trên có tiền chế. Dạ. Cho nên có cái nền đó, cái nền mình cuốn cái nền với chỉ có chạy đà không à. Dạ. Rồi là lát gạch. Dạ. Thì anh dự toán cái này khoảng 65 triệu. Ừ. Là hoàn thành hết. Hoàn thành. Có hoàn toilet luôn. Có toilet. Toilet mình có dán gạch không? Có, dán gạch luôn. Dán gạch bông luôn ha. Ừ. Là kể cả luôn phần thợ hay sao anh? À. Là nếu như mà cái trong cái này là ngôi nhà của mình xây là khoảng bao lâu xong? Cái này khoảng 1 tháng à. 1 tháng. Là bắt đầu ngày mai động thổ là mình làm luôn. Ừ. Rồi thì
Thôi bây giờ nhà của anh Sang đến cái thời điểm này nó cũng đã rất là mục nát rồi. Mà mình thì ngay cái mùa mưa nữa, mà bây giờ anh cố gắng mình sắp xếp sao nó từ một tháng trở lại được không? À, bởi vì cũng đang có vô công trình làm nè, chứ anh sẽ cố gắng thôi. Dạ, tại em sợ ảnh hưởng mấy đứa bé đó. Hôm trước kêu thì em cũng dự định là hôm trước thì mới có lần đầu thì Mạnh Thường Quân ủng hộ 30 mấy triệu à. Em dự tính nó thấp, nhưng mà hôm nay thì nó chi phí mình sẽ làm cho nó căn nhà nó khang trang cho anh luôn, cho anh Sang luôn. Dạ, anh Sang thì em nói cái nhà của mình á là em dự định là dựng 2 phòng nè. Dạ. Rồi 2 phòng rồi mình sẽ lót gạch men, cắt nhà vệ sinh luôn. Dạ. Rồi anh thấy như vậy anh có chịu không? Dạ chịu. Đồng ý cũng rất mừng rồi. Dạ. Dạ. Rồi hổm gài cái cuộc sống của mình ở đây sao, nhà mình sao rồi? Nhà thì hôm đó mưa cũng ngủ cũng không được nữa nè. Thấy cũng vậy rồi, mưa gió hoài cũng là cũng thức đêm thức hôm. Dạ. Cũng gắng là mà dọn cái nền đặng cho làm cho nó ấy. Dạ. Đặng mơi mốt cái chuyển vật tư về, đặng chuyển về luôn cái đặng tranh thủ làm xiết cho rồi. Nghe nói anh là bé Dương là với lại anh là phụ, có đôi khi phụ hộ giúp nữa hả? Dạ. Thì mai mốt anh ở nhà anh làm luôn. Dạ. À, phụ với lại anh nhiều. Dạ dạ. Dạ. Thôi vậy thì cũng gọn lại thì bây giờ sẽ bao nhiêu vật tư thì em sẽ kêu, em sẽ gọi anh nói thì em sẽ gọi chỗ đó thì đem vô cho mình luôn nha anh. Rồi. Nha, rồi em lấy hóa đơn lại. Thì cô bác quý anh chị, ở đây là cái nền của mình dự định cắt mới cho gia đình của anh Sang. Anh Sang á, ngang 5, dài 12 và cắt ngôi nhà sẽ được khang trang. Vì mình có tham khảo một số ý kiến của các bạn mà đã từng xây nhà rồi, và mình cũng đã tham khảo ý kiến Mạnh Thường Quân. Đó, đây là cái ngôi nhà của anh đây. Hôm nay thì cái cảm giác của mình là đã như thế nào anh? Cũng thấy vậy, cũng rất vui, rất mừng. Rồi cũng cảm ơn trước, rồi cảm ơn anh Hồ, rồi sau rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Mấy bé có nghe được cái tin này, mấy bé cái cảm nhận của sao? Mấy bé rất mừng, rất vui, nó mấy bữa gài nó cũng vui lắm. Dạ. Dạ. Rồi thôi thì bây giờ như thế này, mấy anh em mình sẽ vô nhà của anh Sang đi ha. Dạ. Rồi vậy là ngày mai là mình động thổ khởi công luôn ha anh ha. Rồi ngày mai mấy giờ mình sẽ cúng để mà động thổ anh Sang? Chắc cũng có khoảng 7 giờ đi, 6 giờ, 6 giờ, 7 giờ, 7 giờ mới có sáng được. Mình mua trái cây rồi mình cúng động thổ ha. Dạ. Rồi ngày mai thì em sẽ vô quay cho mọi quý anh chị Mạnh Thường Quân xem luôn. Dạ. Thôi vô anh nhiều rồi, cảm ơn anh luôn nha. Rồi. Mong là cất nhà lên rồi mình sẽ làm ăn sang nhiều luôn, nhiều sang luôn. Dạ. Ở cái nhà của anh Sang á thì ở giữa đồng nên là nữ ra mỗi lần đi vô đó thì rất là khó khăn, đi bộ gần cỡ gần 15 phút á. Tranh thủ cái thời gian này thì Bùi Hồ cùng với lại anh nhiều mới đi vô, anh nhiều thì cũng đang làm một cái công trình ở đằng kia anh ha. Đang làm cái đường xuống ngã 6 á. Ai. Chú chào con Dương. Dạ. Con hôm nay đi làm về hay vậy? Không, con ở nhà với cha. Con ở nhà với cha. Hai chị em ra đây chân chính hả? Chân lý. Với lại Bảo Trân. À. Trời ơi, hôm nay là có mặt đầy đủ nhà mình hết nè. Đại gia đình. Rồi, hôm nay đi học về mình ăn cơm với gì? Mình đi học ở vậy mình ăn cơm gì con? Con không biết. Chưa ăn hả? Chưa. Con chưa có ăn. Ừ, hôm nay đi học về được cô khen không? Cô có nói gì không? Rồi. À, hôm nay thì gia đình mình thôi ngồi gần vô đi cho nó ấm cúng nha. Rồi hôm nay thì chú lại gia đình của mình nè. Rồi thời gian sắp tới là cắt nhà mới cho mình. Rồi Bảo Trân có cái vui không? Vui. Vui hả? Vui như thế nào nói cho chú nghe với. Con vui như thế nào nói chú nghe với. Vui gì được ở nhà mới. Vui gì được ở nhà mới. Rồi nhà nó hết dột là vui không? Dạ vui. Hổm gài mưa là con có ngủ được không? Dạ không. Sao vậy? Sao ngủ không được nói chú nghe. Mưa tạt. Con có ngủ được không? Chân không. Lý. Chân chính chứ, không ngủ được luôn hả? Rồi Dương, hôm nay em có đi làm không? Dạ không, con này ở nhà với cha phụ cha. À, hôm nay là anh làm gì anh Sang? Hôm nay dọn cái nền mấy bữa gậy đó, dọn rồi chạy đi đầu này đi đầu kia, đi mua cái này mua cái kia đang về làm.
À, hôm nay con có suy nghĩ gì không Dương? Dạ không. Không hả? Anh hai đây, anh đây có Dương là anh hai hay là anh ba? Anh hai. Anh hai, còn đứa bé nhất là đi theo mẹ hả? Dạ, bé nhất là đi theo mẹ nó. À, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Và thứ tư. Dạ. À, hôm nay thì đến nhà mình thì trước tiên là em sẽ kêu thợ là anh Nhiều đó. Dạ. Để mà cất mới cho nhà mình, để mà thời gian mưa gió của mình nó đang bị rất là ảnh hưởng về cái ngôi nhà của mình, cất mới để cho các bé nó có một cái chỗ nó ngủ nó yên ngắn nè. Dạ. Đó. Rồi cho mình có một ngôi nhà khang trang luôn, vui luôn. Rồi hai con có biết đạp xe đạp không? Dạ biết. Biết đạp xe đạp, con đi học con đi xe đạp chịu không? Chịu. Được, cho bé đạp xe đạp từ không, nhà mình em thấy đường khó đi quá. Dạ, nó thì nó cũng chạy xe hoài đó, có chiếc xe mà nó hư rồi không có sửa, chưa có sửa. Dạ. Mùa nắng thì đi được chứ mùa mưa đi không được. Dạ. Rồi em hỏi thêm này nè, bé hai bé này là ở chung với anh hả? Dạ. Không phải, hai bé này là đi học anh đưa rước về. Dạ. Rồi bây giờ trưa rước về, chiều đưa đi nữa. Dạ. Mình ở bán trú được không anh? Để cho anh đi làm một cái công việc gì đó. Dạ được, ấy mà nếu mà gửi gắm thì được. Mà gửi cũng không ta an tâm nữa, tối thì đi thì nó ở nhà con nhỏ nhỏ thì nó khóc. Dạ. Đi mằng phải sáng đi chiều về. Ờ. Em về phải về ngủ với nó chứ có nghĩa là anh đi làm sáng đi chiều về thôi, còn buổi trưa thì anh khỏi cần rước, gửi ở trường luôn. Gửi ở trường luôn cũng dạ. Được. Dạ. Anh hỏi ở trường cái số tiền đó là khoảng bao nhiêu tiền, em có thể hỗ trợ được phần nào cho thời gian sắp tới anh đi làm mình gỡ bé ở trường luôn. Ừ. Ha. Bạn có điều kiện đi làm thì. Dạ, thì cái đó cũng ăn thì thỉnh tháng cũng có chịu mấy à. Vậy mình 9 tháng khoảng 9 triệu mấy vậy? Dạ. Hôm nào em liên hệ với nhà trường cho nha. Thì đó, thời gian sắp tới là ngày mai mình sẽ vô. Thì hôm nay thì nói chung đến cái thời điểm này đó, thì Bùi Hồ một lần nữa chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân trong nước cũng ngoài nước, và cho Bùi Hồ xin phép được thông qua danh sách Mạnh Thường Quân có mặt anh Sang ở đây luôn. Dạ. Đó, với lại ba đứa bé thông qua danh sách Mạnh Thường Quân ủng hộ ở đợt 2 này. Dạ. Và tổng cái số tiền của mình kinh phí là bao nhiêu? Thì thưa cô bác quý anh chị, đến thời điểm ở đợt 2 này và là lúc đến 11 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2020 thì số tiền Bùi Hồ nhận được của các Mạnh Thường Quân như sau. Đợt 2 là thứ nhất là anh Bình Phạm là Việt Kiều Mỹ là 200 USD tương đương 4.600.000 đồng, anh yeah. Chuyển khoản cho em. Anh Đạt ở thành phố Hồ Chí Minh 1.000.000 đồng. Phạm Vũ ở bang tiểu bang Ohio của Mỹ 1.000.000 đồng. Một Mạnh Thường Quân giấu tên là Việt Kiều Úc gửi 5.000.000 đồng. Cô Diệu Hương là Việt Kiều Pháp gửi 8.000.000 đồng. Anh Phạm Hồng Sĩ chuyển khoản cho em là 200.000 đồng. Chỉ để Phạm Hồng Sĩ thôi, em không biết ở đâu luôn. Chị Mỹ Xuyên là Việt Kiều Nhật Bản chuyển cho em là 10.000.000 đồng. Ở đợt 2 này tổng cộng cái số tiền em nhận đó là 29.800.000 đồng. Và ở đợt 1 vừa rồi đến thời điểm ngày 30 tháng 11 năm 2020, đợt vừa rồi em có công bố là được 1.200 USD và 11.701.000 đồng. Yeah. Đợt 2 là 29.800.000 đồng đến thời điểm là 11 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2020. Còn một số tiền mà Mạnh Thường Quân em chưa nhận được nên em sẽ chưa công bố ở đây. Nếu như mà chiều nay em nhận được thì em sẽ ngày mai em sẽ công bố thêm. Yeah. Và tổng cái số tiền của mình là 1.200 USD và 41.501.000 đồng. Đó là tổng số tiền. Và nếu như mà 1.200 USD này nó tương đương với lại khoảng 27.000.000 đồng nữa thì nó ra khoảng 60-70-70 triệu rồi đó. Đó, nó cũng 70 triệu rồi đó anh. Đó là cái số tiền em nhận ở đợt 2 này. Đó, em thông báo qua cho cô bác với anh chị Mạnh Thường Quân nắm luôn. Còn những cái số tiền mà em chưa nhận được thì em chưa thông báo lên đây, thì có cái gì mà Mạnh Thường em sẽ bổ sung vào ở đợt tiếp theo. Thì anh, đó là cái số tiền của mình, nó vượt ngoài dự kiến. Là hôm trước là mình dự toán là khoảng 50 triệu, nhưng hôm nay thì nó cũng khoảng được 70 triệu. Thì mình cất cái nhà cho nó cứng cáp khang trang hơn tí xíu. Thế anh nhiều. Dạ. Cho chắc ăn luôn. Dạ. Cho chắc mà. Dạ, là đợt này mình làm cho, đây là cũng là anh em mình cố gắng, anh em mình làm từ thiện nhau thôi. Anh thì em thì chỉ góp công thôi, còn Mạnh Thường Quân là góp về tiền của. Anh thì cũng cố gắng giúp đỡ gia đình của anh Sang với em nha. Nói chung thì lúc rồi anh bận vô công trình dữ lắm, nhưng mà
cố gắng giúp cho ảnh chứ làm sao vậy? Dạ thấy nhà mà nói an cư mới lạc nghiệp thì gắng cố gắng giúp cho ảnh cho có cái chỗ mà che mưa che nắng là nó ổn định đi làm. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều, thời gian tới thì em phải nhờ vả anh rất là nhiều rồi. Rồi đó là cái số tiền mà em đã công bố với Mạnh Thường Quân, anh có lời nào muốn nói với Mạnh Thường Quân không anh Sang? Thì trước thì cảm ơn anh Hồ, sau giúp đỡ cho em là bây giờ sau là Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em vậy là em rất cảm ơn, đội ơn lắm. Thì có căn nhà cho con cái đang ổn định đi làm. Thôi giờ chúc cho cô bác Mạnh Thường Quân cho con được cái nhà vậy thì đã ổn định rồi thì sau này gác cố gắng mạnh hơn lên. Có nghĩa là anh hứa với Mạnh Thường Quân là có nhà ổn định, con cái nó ở ổn định nên sẽ cố gắng làm. Dạ. Em sẽ quay lại gia đình mình thường xuyên vì em ở đây mà. Dạ. Nói chung là Mạnh Thường Quân giúp cho mình bằng cái tấm Mạnh Thường Quân giúp hết khả năng của mình, nhưng mà anh phải cố gắng, còn thời gian sắp tới là cuộc sống rất là dài của mấy đứa bé. Dạ. Anh phải giúp cho mấy đứa các em nhỏ thì có ăn học đến nơi đến chốn nè. Dạ. Ở Dương thì phải có công ăn việc làm ổn định nè ha. Dạ. Dạ. Dương con có muốn nói gì không? Con cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp cha con. Ừ. Giúp cha con và gia đình con luôn. Dạ. Ừ. Rồi con, chị ba. Nói vậy nghe coi. Con. Con nói đi, con cứ nói đi, con đừng có ngại. Con cảm ơn chú Hồ. À. Với cô chú Mạnh Thường Quân. Ừ. Đã giúp gia đình con có chỗ ổn định. Ừ. Con cố gắng con học sao rồi con nha. Có hứa gì không? Học giỏi. Con sẽ học thật giỏi đi. Dạ con nhờ. Để cho con nhờ. Ừ, con muốn khóc hay gì vậy? Không có. Không có. Vậy con, lớp 1 nè con muốn nói gì không? Cảm ơn chú. Thôi ba. Còn nhỏ mà, lớp 1 mà còn nhỏ quá mà. Mới có 6 tuổi mà. Nói chung là hôm trước á thì trong một cái clip đầu tiên á thì em hỏi các bé hơi nhiều, tại vì em không có, em muốn cho các bé nó giao tiếp nhiều với mọi người cho các bé nó quen đó, nên mình hỏi hơi nhiều để cho các em nó trả lời đó. Thì nếu như mà hỏi nhiều có gì quá thì cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân thông cảm, mục tiêu là muốn cho các bé quen trong giao tiếp thôi. Dạ tại nhà ở giữa đồng đó, có nhiều người cũng nói em nói sao hỏi nhiều quá. Thì một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã ủng hộ cho gia đình của anh Sang đến thời điểm này. À, đến thời điểm này thì số tiền này cũng so với anh Sang thì cũng rất là lớn rồi. Và có thể trang trải được chi phí cất được một cái ngôi nhà. À, đến thời điểm và thì em Bùi Hồ xin thay mặt anh Sang một lần nữa cảm ơn Mạnh Thường Quân. Và nhà anh Sang sẽ được tiến hành vào ngày mai, khởi công động thổ và sẽ cất luôn. Thì trong cái quá trình xây dựng cất á, thì Bùi Hồ sẽ tính toán lại, thống kê lại hóa đơn số tiền lại và công bố danh sách thu bao nhiêu, chi bao nhiêu cho Mạnh Thường Quân nắm rõ. Và sẽ thường xuyên quay trở lại cái gia đình, thăm gia đình của anh Sang, cũng như là hoàn cảnh của nghề nghiệp của Dương và việc học tập của các bé. Anh Sang cũng cố gắng nha. Dạ. Dạ một lần nữa thì xin cảm ơn. Dạ xin chào, hẹn gặp lại ở clip vào ngày mai ạ. Dạ. Xin chào.